Tôi có một câu hỏi này dành cho mấy bạn. Tuổi thơ của mấy bạn thường hay chơi game gì? Tôi à, tôi sẽ chơi game đào vàng. Đào vàng hả? Còn tôi nha, ngày xưa mà tuổi thơ của tôi á, tôi rất là hay chơi mấy game kiểu cặc bơm á. Đó, Sam có hay chơi game cặc bơm không? Có. Mà Sammy biết mấy cái game đó là thường hay chơi ở đâu không? Có, trên web á. Trên web hả? Đúng vậy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game ở trên web nha bạn nha. Và web gì? Đó chính là những tựa game tuổi thơ trên Game Boy. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok 500 anh em, hiện tại bây giờ mình với Sammy đã vào trong cái trang web Game Vui của chúng ta ở đây. Thì đây chính là một cái trang web game mà phải nói là tuổi thơ của rất là nhiều người luôn. Chắc là Sam ngày xưa Sam cũng hay chơi game trên đây ha. Mỗi lần tôi học tin học tôi sẽ vô đây tôi chơi game. Ủa vậy? Trốn học chơi game hả? Trốn học gì vô tin học mà. À là giờ tin học là thầy cho lên đây chơi game hả? Đúng rồi, hôm nào rảnh mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử để xem coi liệu rằng sau gọi là mười mấy năm đó, tuổi thơ mười mấy năm luôn, để xem coi liệu rằng chúng ta sẽ có những cái game gì mới trên đây không nhớ bạn nha. Bắt đầu thôi, let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi tiếp theo có tên là cuộc thi tát nha các bạn nha. Đó, Sammy đưa mặt đây. Vô gì vậy? Đây, đưa mặt đây mình tát cái. Cái gì vậy? Tát trong game, tát ngoài đời. Không, cái này là mình tát trong game mà mình tát ngoài đời luôn, thấy không? Thôi, tao làm cái này. Tát cái tôi lật mặt luôn á. Rồi, để xem lật mặt 7 không? Ông tát tôi thành lật mặt 8 luôn. Rồi, để xem coi game này sẽ chơi như thế nào nha các bạn nha. Và game này chơi được 2 người nha các bạn. Để chơi thử nè, vô thử nè. Rồi. Ui. Wow. Là có nghĩa là bây giờ là bấm chuột nè. Ok. À là Phong được tán trước, Phong được tát trước. À đây. Ok ok, để Phong nha. Phong là có màu xanh, còn Sam là có màu cam nha. Ok, rồi rồi, chuẩn bị nè. 3 2 bóp nè. 54 điểm rồi, đó là sao? Chưa sợn, chưa sợn đâu, tôi tát được 80 điểm cho ông xem. Rồi, để ơi. Ui 74 điểm luôn hả? Khỏi xong rồi. Ây da. Bóp nè. Ây da, tát đâu quá vậy ta? Giỡn mặt bóp chét liền. Được, 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 tới lượt tôi, tới lượt tôi. Ờ, canh nha, phải canh nha, phải canh nha các bạn, cái này khó nha. Ui tát nè. Rồi. 65, ok. Ủa sao tôi giật ít điểm hơn Sam ta? Chết rồi. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên hả? Mạnh lên hả? Rồi tới lượt sao nè. 70 luôn. 70 cũng hơn rồi đó. Rồi ông sắp đi rồi. Bây giờ ông phải tát được 80 điểm là tôi thua. Tôi phải tát được 80 điểm là Sam thua luôn nè bạn. Chuẩn bị nha. 77 điểm. Trời ơi. Trời ơi, tôi còn 4 điểm. Sam còn 4 máu. Trời ơi. Ông thua chắc rồi Phong ơi. Sam còn 4 máu. Từ từ. Ủa? Tôi đủ 56. Tôi đủ 56 luôn. Vừa đủ 56 điểm luôn. Hay quá. Dễ sợ. Trời ơi. Tại sao tôi lại thua chứ? Không sao, không, tiếp, không sao, không sao. Rồi, tiếp theo để coi ai tát đầu tiên nè. Tôi, yeah. Rồi, Sam tát đầu tiên. Tôi cho ông. Kỳ quá bạn ơi, kỳ quá. Ồ, 66 điểm. Cũng được, cũng được, cũng được. Tới lượt tôi nha, tới lượt tôi nha. 50 63 điểm. Ui, vẫn thua Sam là sao nè. Sao. Gì kỳ ấy. 62 điểm, cùi bắp, cùi bắp. Rồi. Coi tôi nè, 80 điểm nè. Rồi bây giờ tôi mà tát được 72 điểm đông thua nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao mà tôi chơi dở dữ này trời? Mình mà 72 là mình thắng Phong. Thắng được không? Thắng được không? 80 điểm. 80 điểm luôn. Trời, nó còn nhào lộn cái nè. Trời ơi, nó tát cái. Trời ơi. Bọc 2 3 4 một cái. Trời, 2-0. Bạn cứ từ từ, bạn phải thắng mình ba màn bạn mới thắng rồi, được không? Nốt cái này là tôi thắng rồi. Bạn cứ từ từ, ơi. bạn đừng có gọi là tưởng rằng bạn hay, bạn tưởng bạn hay hả? Tôi hay mà. Mình hay hả? 80 điểm luôn. Trời ơi ghê. Trời ơi, yeah. Sao hay thiệt các bạn, cái này sao hay thiệt nha, mình công nhận nha. Trời ơi, tát đã lắm. Trời ơi, 67 điểm. Vẫn thua Sam. Bây giờ mà tôi mà tát 80 điểm nó thì ngon nè. Ôi, 50 điểm. Lỡ tay, tao ghê. Lỡ tay hả Sam, lỡ tay. Rớt cái cam rồi, trời ơi, tát tắt ngoài đời luôn. Tát rớt cái cam luôn bạn ơi. Bây giờ tôi thì tát được 80 điểm là ông thua nè. Bây rồi, giờ. Rồi, được không, được 80 điểm không, Ôi, 57 trời, điểm. Tôi thua rồi bạn ơi. Bây giờ tôi cần 60 điểm thôi tôi thắng Sam. 50. 73 điểm. Sammy nè. Này thì Sammy trời hả? Sau này tôi thua trời. Tôi còn điểm tôi thắng nè. Rồi tiếp nè, tiếp nè. Nốt thắng, tôi nốt điểm đó thắng bạn ơi. Nốt. Nốt đi, thử coi được không đã. Ok. Rồi tôi được Sam nè. 63 điểm. Cũng chưa mạnh lắm. Ui 57 điểm. Vẫn thua sao? Cố lên, còn một cái chấm nữa bạn ơi, chỉ cần thêm một cái chấm là tôi thắng nha. 80 điểm luôn hả? Trời ơi, nó tát, nó nhảy lên tát luôn kìa trời ơi.
76 điểm không sao, sao vẫn vẫn được. Trời ơi. Cái này là bây giờ mà 60 điểm là thắng nè. Cú quyết định nè, cú tát quyết định nè. Ôi, 51 điểm. Chết rồi. Đây rồi, cơ hội. Thua đi. Đây rồi. Sammy hả? Sammy. Nghe luôn á. Sammy hả? Sammy làm gì? Hai điều rồi, giờ đây là màn chung kết đó bạn ơi. Chung kết. Chung kết nè. Giờ mới căng thẳng nè. 80 điểm luôn. Bốp. Rồi, tới được Sam. Đâu quá vậy. 63 điểm. Quá ít. Không thể nào không hơn gì được, vậy lúc bọn xui các bạn, hơn trước xui sau. 70 điểm nè, 70 điểm. 70 điểm nè Sam ơi. Khổ quá vậy. Tới lượt Sam. Trời ơi. Vẫn thua Phong 20. Thôi Phong, Phong xin phép Phong thắng trước nha các bạn nha. Mình xin phép mình thắng trước trận này nha. Trời ơi. 77 điểm nè Sam ơi. Sao thắng được vậy trời. Chơi game là không có nhường nha các bạn nha. Chơi game là không có nhường nha. Chơi gì nó mới vui. Rồi bây giờ Sam mới phải để Phong tát mày đại thật. Gì vậy ông nội? Rồi. Và trò chơi tiếp theo của chúng ta thì theo như mình đang nhìn ở trên màn hình thì hình như trò này là trò đánh nhau boxing mấy bạn ạ. À. Đó, mình là cái con nhỏ nhỏ màu xanh dương này nè. Còn Sammy là con cái con bự bự màu đỏ nha. 300 mà. Ủa sao tôi bự vậy? Tôi nhà xíu à. Tại vì Sammy ăn nhiều quá cho nên Sammy bự đó hiểu không? Ui nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Nó nổ kìa. Ồ, cú đấm sấm sét hả? Không sao, mình sẽ lẻn ở sau lưng nó, đấm nó. Ui nó đấm mình kìa. Ui con này khỏe nha, nó đấm mình có cái ơi, mình mất quá trời máu luôn á. Ê mà khoan từ, mình có 100 máu à mà con này đến tận 300 máu, nó có hơi kỳ không? Không sao, cái này boss mày không? Đây. Mày. Ui trời, nó quýnh Phong còn 40 máu sao mày? Ông quýnh sau lưng nó, xong mày chạy, hiểu không? À quýnh sau lưng nó đúng không? Nó mệt. À là mình quýnh sau lưng nó xong mình quýnh xong mình chạy đúng không? Chính xác luôn. Ôi nó hút mình lại kìa. No. Nó mệt. Chạy. Ôi ơi, tôi còn có 22 máu à. Rồi, lẹ sau lưng nó. Từ từ. Phải chờ cho nó mệt á mình mới đánh nó được, hiểu không? Lùi. Ui con này khỏe quá Sam ơi. Từ. Ui nó kéo mình lại cái Sam ơi. Ôi, đánh cái đi luôn. Sao tôi chơi kỳ vậy? Thôi tôi lượt Sam á, Sam chơi thử đi. Sam chơi thử đi. Chơi sao? Chơi là những chuột thôi đúng không? Ờ không, Sam chỉ cần di chuyển lại gần đó là được. Giờ nó đang chuẩn bị nổ nè, đó. Rồi Sam phải né nha. Rồi đánh đi Sam. Hay quá. Ủa gì vậy? Ủa sao nó đứng yên cho Sam đánh nó vậy? Ủa? Sao dễ vậy? Sao cực dữ vậy sao tôi? Ủa? Sao Sam đánh hay vậy? Ủa? Cái này giống em nó dễ chứ không? Mấy bạn ơi, mấy bạn biết số phận của tôi sau này là như thế nào rồi đó. Mấy bạn tưởng tượng nha, tôi chứ chọc Sam giận, Sam lại Sam cực. Xong. Phong knock out. Ôi nói chung là game này hay. Game này tôi chấm cho game này được 9 điểm nè. Ôi còn cái game trước mình chưa chấm điểm á. Đúng rồi, game trước tôi cho. Game trước tôi nghĩ là cho 10 điểm luôn đi. 10 điểm nó vui lắm, mạng tát hả? Đó, game tag là vui nè, game này cho 9 điểm thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi tiếp theo có tên là Naruto. Nhưng mà Naruto này là Naruto. Ủa sao Naruto lái xe? Naruto nhớ là ninja lằn lá mà sao là đua xe ta? Hình như cái này là Naruto phiên bản đua xe. Racing boy á. Ôi có mua xe luôn nè, từ xe này là miễn phí nè, xe này là 8.000 nè, xe này 15.000, xe này 17.000 rồi. Đang nghèo lắm. Mình đang nghèo chứ. Ôi. Thế. Anh Ronaldo là ở trong mặt. Anh Naruto chứ anh Ronaldo. Anh Naruto lái xe mấy bạn ạ. Ôi. Ôi trời ơi. Wow, game này là mình sẽ điều khiển Naruto. Ủa sao nó ngã cái nó nổ banh xác hay sao? Ai biết đâu cái game này vậy á, hiểu không? À là có nghĩa là bây giờ mình phải vừa lái xe, mình phải vừa giữ thăng bằng, hiểu không? Rồi, mình không rồi. Để bị té, hiểu không? Cái game này là tôi nhớ là lúc nhỏ tôi cũng đã từng chơi nè các bạn. Rồi, nhưng mà game đua xe nhiều người làm lắm. Nhiều người làm lắm. Nhưng mà không phải là game Naruto như thế này. Ngày xưa là mình là chơi là hình như là game thầy Kakashi lái. Vẫn vậy luôn hả? Tôi nhớ là hồi xưa là nhìn game lái xe nhiều thể loại lắm. Mà tôi không ngờ có Naruto. Ui ngầu quá. Ui Naruto ui. Giờ đuổi nghề. Naruto giờ hết làm ninja chuyển qua làm rồi đua xe. Anh làm Grab. Ui. Sao tự nhiên bị té phá đó ta? Từ từ lại nha. Phá đó hơi lỗi. Hai lái xe chơi.
Rồi. Sao tôi té hoài? Thôi Sam lái đi. Sam thử lái đi chứ không té hoài à. Rồi bây giờ để coi Sammy lái như thế nào nha các bạn nha. Đó, tôi là tôi lái nãy giờ tôi té mày, tôi té mấy lần rồi để thôi xem Sam lái sao. Cái này lái sao? Sam cứ chạy thẳng thôi, chạy thẳng là giữ giữ thăng bằng thôi. Ok. Rồi. Hay quá. Ui Sammy lái cái bộ gọi là cẩn thận hơn tôi các bạn ạ. À. Tôi cứ phóng xe thôi còn Sam là chạy từ từ nha. Ôi ôi. Cái đạn đó là Sam phải chạy nhanh hiểu không? À ok. Đạn đó Sam không được dừng, đạn đó là Sam phải chạy nhanh hơn. Thôi để Phong. Đây, Phong có kinh nghiệm rồi, Sammy coi Phong nè. Phong làm lần thôi nha, lần này Phong làm. Wow! Ngầu không? Ngầu không? Hên, xoay tròn luôn. Hên. Phải đó ăn hên. Flip đó là flip phải không? Xoay tròn không? Xoay tròn ra. Ghê không? Thấy Phong ghê không? Mày thấy Phong ghê không? Thấy Phong ghê không? Xoay tròn nè. Cẩn thận. Từ từ, đạn này mình phải cẩn thận. Mông đi. Đạn này mình phải cẩn thận. Đó. 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 Cẩn thận thôi. Quá đỉnh. Quá đỉnh luôn Phong ơi. Xoay tròn nè. Ghê không? Là YouTuber thôi, ông nên làm đi làm chạy xe công nghệ á. Có bạn nào mà muốn mà Phong mai này Phong đi làm shipper các bạn, bạn nào đặt hàng của Phong á nha là Phong là phóng lên nóc nhà các bạn luôn. cắm đầu rồi, từ thêm mạng nha. Cái này chơi vui nè, mình sẽ thử chơi thêm mạng đó nha các bạn. Rồi tiếp nè. Trời ơi đúng thiệt là game tuổi thơ chơi hơi bị đỉnh luôn các bạn. Đó, ui đó. Cái đạn này có cái bộ này dốc hơn nha, cái bộ này dốc hơn nè. Đó. Đó. Trời ơi, Phong ngầu các bạn, các bạn thấy Phong ngầu các bạn. Trời ơi. Phong chưa té luôn các bạn ơi. Đó. Trời ơi, xịn. Xịn. Xịn quá Phong ơi. Quá dễ đó với Phong. Đó, nói chung là game này thì chơi vui thôi. Nhức đầu lắm mà. Chơi nhiều nhức đầu các bạn. Thì mới đầu tôi thấy là game Naruto á, tôi cứ tưởng là vô mình chiến game đấu. Đánh nhau chiến đấu ai về đâu cho Naruto lái xe. Chạy xe Grab à. Thì game này Phong nghĩ là Phong sẽ cho tầm 6 điểm thôi. Tại game này cũng nhiều người chơi rồi. Đó, sao thấy mấy điểm? 6 điểm à. Ok, game này 6 điểm nha các bạn nha. Rồi. Và tựa game tiếp theo của chúng ta sẽ là một tựa game rất quen thuộc, đó chính là game người que các bạn ạ. Đó. Thì cái game người que tôi nghĩ là ngày xưa là ông nào ở trong tiệm net là cũng đã từng chơi nè, hoặc là học tin học chắc chắn nhiều ông chơi lắm nè. Game này là game người que đánh cầu lông. Đó. Hai người chơi được luôn nha. Hai giờ đây nè. Rồi Sammy sẽ là con ở bên trái, còn Phong sẽ là con bên phải nha các bạn nha. Thì từ từ để coi đánh là nút bên dưới á, Sam nút bên dưới á. Ui, đánh nè. Một không. Rồi đánh nè. Đánh nè. Ủa trời ơi Sam cùi bắp quá Sam nè. Đánh nè. Ui đánh nè. Ui đánh nè. Nè. Đánh nè. Sao đâu sao đánh đâu. Đánh Phong nè. Ê, trời ơi trời ta. Đánh nè. Anh đây đây. Đánh nè. Đánh nè. Đánh hả Sam? Đánh nè. Trời ơi Sam ghê nha. Sam biết chơi nha bạn nha. Sam biết chơi nha. Chơi. Ôi. Ôi. Hai điều rồi. Không được. Tôi không thể nào để thua Sam được. Chơi game mà thua con gái là sao nhục được lắm. Hiểu không? Chơi sao được. Chơi sao được hả Sam? Thắng rồi. Ôi chị với nhà. Rồi. Này thì Sammy nè. Ông làm gì? Làm cái này nè, Trời ơi, sao đánh dở quá vậy? Kệ tôi. Sam nên gọi là đi học đánh cầu lông nhiều hơn nha. Ê, đẹp. Mình đang trêu Sam thôi bạn hiểu không? Chứ mình đâu có nói là Sam đánh dở đâu, mình đang trêu thôi. Ông vừa nói luôn. Trêu thôi. Chưa, người ta sao tôi mới vừa nói Sam đánh dở giờ tôi đánh dở hơn Sam ta? Chê cho vô. Chơi nè rồi sao tôi hơn Sam? Tôi vẫn hơn Sam nha. Nè. Hơn chỗ nào? Sam thắng Phong giùm cái Sam. Sam thắng Phong giùm cái đi. Trời ơi, quá dễ. Hên thôi. Hên thôi hả? Rồi ok. Bây giờ này nhá, nếu như mà Sammy thua Phong trận này thì Sammy phải khoanh tay lại. À anh Phong. Còn nếu như Phong thua, Phong sẽ khoanh tay lại. À chị Sam. Ok. Chơi không? Rồi. Gì? Cái này Sam nói nha. Rồi, tôi thắng bắn này. Ok, để coi thắng được không đã. Thắng từ từ được đi. Không? Thắng sao mà được? À. Tôi sẽ thắng. Thắng giùm cái đi Sam. Thắng nè. Thắng đâu? Nè. Thắng đâu? Nè. 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 Nè đi, nè đâu. Chuẩn bị ạ anh Phong đi Sam ơi, chuẩn bị ạ anh Phong nha. Không. À anh Phong nè, chuẩn bị à anh Phong nè. Ai mà à anh Phong nè. Ui. Nè. Đỡ nè. Ê, nè có không nè. Nhảy lên đánh. Ủa nhảy sao vậy?
Mày đặt ngựa ngựa nhảy lên đánh làm gì trời ơi. Đánh nè. Thôi bây giờ đánh mình sẽ nè. Chơi cẩn thận hơn, mình không chủ quan nữa nha các bạn nha. Đánh nè. Nào đâu. Đánh đâu. Đánh nè. Đánh đâu. Đánh đi. Đánh đâu. Rồi. Bây giờ nha, Phong quy định nha, ai thắng 3 điểm trước người đó thắng. Được không? Vậy là một điều nè. Yeah. Một điểm thôi anh. Một điểm thôi anh. Thôi bây giờ á, mình là con trai, mình phải nhường cho con gái, bạn hiểu không? Cho nên á, là bây giờ cái này đi, Phong sẽ cho Sam chơi tiếp. Nếu như giờ Phong đạt được 5 điểm thì Phong thắng Sam, còn Sam rồi, đạt được 3 rồi, điểm thôi okay, okay, là cho Sam okay, thắng luôn. Ok ok ok. Nhường nha bạn, cái này mình nhường con gái luôn nha bạn. Các bạn đừng bảo là Phong ăn hiếp chị Sam nha. Ok. Rồi nè, 5 điểm nè, chuẩn bị 5 điểm nè. Chuẩn bị coi Phong 5 điểm nè. Tôi kỹ rồi, tôi kỹ rồi. Sợ chứ Sam. Ê, coi bộ là Sam trận này Sam quyết tâm rồi nhớ bạn. Là Sam quyết tâm rồi nhớ bạn. Đúng rồi. Bình tĩnh. Không được thuộc cái này. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi Sam. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi Sam. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh rồi. Sao tôi nghe, sao tôi nghe tiếng tim đập của Sam ta? Sao tôi có nghe đâu. Tiếng tim đập. Một điểm nữa. Một điểm nữa. Ok, giờ để coi Phong với Sam ai thắng nè. Bằng nhau thôi. Chuẩn bị anh Phong nè, chuẩn bị anh Phong nè. Chuẩn bị anh Phong nè Sam không. Ơi. Anh Phong đi Sam ơi. Không. Rung vai luôn. Sợ chưa Sam ơi? Không sợ. Rung chưa? Trận này, trận cầu này căng thẳng quá bạn ơi. Sai ly đi dặm. Căng mà. Thẳng quá nè. Ừ đúng rồi, sai một ly là đi một dặm luôn á. Đi. Rung. Từ nãy không? Giờ vẫn bất phân thắng bại. Yeah! Rồi chuẩn bị đi. Khoanh tay lại à. À anh Phong à. Nhanh lên, nhanh đây, lên. Đây. Nhanh lên. Hết rồi. Khoanh tay lại. À đây, anh Phong. Này, rồi à đây, à đây. Khoanh này. À đây. À anh Phong. Giỏi. Vậy được nha. Mãi ra. Yes. Lại thêm một lần nữa, Phong Cận đã bật được nóc nhà mấy bạn ơi. Lại một lần nữa bật nóc nhà. Quá đã. Rồi ok 500 anh em ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau chơi qua những cái tựa game tuổi thơ rồi. Thì nói chung là bọn mình cũng chơi rất là nhiều game, thì mỗi game bọn mình chơi chút xíu xíu thôi đó, để bọn mình có thể chơi được nhiều game nha các bạn nha. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình chơi thêm cái game tuổi thơ nào nữa thì bạn hãy đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình tiếp tục chơi thêm những cái game ở trong game vui này nữa thì đừng quên là cũng không hãy nhấn vào nút like video này luôn nha các bạn nha. 5k like nha. 5k like lần hả? 5k like sẽ 5k like thì mình sẽ chơi tiếp nha các bạn nha. Và nếu như mà trận sau người nào thua thì người đó sẽ phải làm gì đi? Phạt đi. Có gì đó phạt đi. Thì nhờ mấy thằng fan của mình phải phạt gì kiểu như là búng trán nè, hay là nhéo mũi nè, hay là tát vô cái đầu á, được thôi tôi chơi đâu mệt quá. Ôi giời, mấy bạn muốn hình phạt là gì, bạn comment xuống bên dưới luôn nha bạn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.